Muốn biết Marina Bay Sands Singapore có gì thì bạn cần phải biết được đôi nét về khu du lịch phức hợp này. Marina Bay Sands là một khu tổ hợp với đa dạng các dịch vụ giải trí, khám phá. Có thể kể đến như khách sạn 5 sao, bảo tàng, casino, khu ẩm thực phong phú. Công viên nhiệt đới trên không này được xây dựng ngay bên vịnh Marina với diện tích lên đến 15,5 ha. Theo báo cáo của tập đoàn Las Vegas Sands thì Marina Bay Sands có tổng chi phí đầu tư lên đến 5,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, Marina Bay Sands Singapore được mệnh danh là một trong những tòa nhà có giá trị đất đỏ nhất thế giới.